biết được rằng Ivan Đinh Hiệu học cái gì. Ivan Đinh Hiệu chỉ có 5 ngày thôi. 5 ngày Đinh Hiệu có các bạn từ thứ hai tới thứ sáu. Đinh Hiệu các bạn không phải trực đêm. Đinh Hiệu các bạn chủ yếu học 3 điều. Số 1 đó là học Active Rho. Số 2 đó là học Andro. Chút xíu về Zanico. Và chút xíu về Sex. Như vậy trong 5 ngày này chúng ta sẽ học 3 vấn đề như vậy. Vấn đề Andro chúng ta sẽ học là gì? Đó là những bệnh lý của sỏi niệu, cơn đau hoàng thận, cơn đau hoàng niệu quản, tính chất của đáy âm máu, tính chất của bộ tiêu niệu. Khi nữa các bạn sẽ học về bệnh lý rút cho tiền tuyến, các bạn học về rút trên dưới bằng quán, các học cái rút của cái búi bằng quán. Đó là những hoặc là có thể nếu có chấn thương điều đạo thì ta học một chút về chấn thương điều đạo. Chủ yếu chấn thương điều đạo hiện nay là do thầy thuốc gây ra, do đặc thông tiểu, chủ yếu là do thầy thuốc tiểu. Còn những cái chất thương đạo mình đã sinh hoạt lao động như tép cột kỹ hay là gì đó thì hiện nay rất ít, bởi vì là ngoài cái lòng không còn cột kỹ nữa. Về phương diện Andro Zanico thì các bạn sẽ được học là estrogen tác dụng lên người phụ nữ như thế nào và estrogen tác dụng trên người đàn ông như thế nào. Các bạn đã được học là testosterone androgen tác dụng trên người phụ nữ như thế nào, tác dụng trên người đàn ông như thế nào. Các bạn đã được học là một người nam trẻ testosterone sẽ hoạt động theo hướng nào. Thì các bạn sẽ đọc học là một người đàn ông 60, 70, 80 tuổi thì testosterone sẽ hoạt động theo hướng nào. Ngược lại, những người đàn ông lớn tuổi thì estrogen sẽ như thế nào. Đó là những cái xu hướng để chuyển tới ấu dâm, để chuyển tới những cái oral sex hay là những sinh hoạt tình dục không lành mạnh khi estrogen tăng cao ở những người đàn ông lớn tuổi. Rồi, về sex thì chúng ta phải hiểu được cái intercourse, outercourse. Rồi. Đó là chủ yếu của cái sex. Rồi, và chúng ta sẽ kết thúc bài học bằng cái hai cái hội chứng mà trên lâm sàng sinh viên hay gặp. Thứ nhất là nephrotic syndrome và thứ hai là nephritic syndrome. Khi các bạn đứng trước một bệnh nhân gọi là nephrotic syndrome thì đó là một bệnh nhân mà có bộ tiên niệu lớn hơn 3,5 gram trên lít. Thì chuyện duy nhất phải làm đó là phải sinh thiết thận, phải gửi bệnh nhân lên chợ rẫy sinh thiết thận. Được chưa? Thế rồi, bạn không cần học thêm gì nữa. Khi các bạn gặp một bệnh nhân nào có bộ tiên niệu 3,5 gram trên lít thì các bạn gọi là nephrotic syndrome và gửi bệnh nhân lên Sài Gòn sinh thiết thận. Thế rồi. Còn lại, nếu các bạn gặp bệnh nhân nào mà trong nước tiểu có bạch cầu, có lipid dương tính, có CRP tăng, có tắc nghẽn đường tuyến trên, tức là có thận ứ nước và trong nước tiểu có vi trùng thì ta gọi nó là nephritic syndrome. Các bạn phải chẩn đoán cho được nguyên nhân, các bạn phải điều trị cho được nguyên nhân. Rồi, chúng ta chấm dứt đây.